Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Nông dân huyện Văn Giang có hàng trăm hecta hoa phục vụ Tết Nguyên đán. 9 tháng đầu năm 2018, tỉnh ta có thêm 139 dự án trong và ngoài nước và đầu tư. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ 1.200 tỷ đồng tiền thuế. 9 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông làm chết 88 người, bị thương 93 người. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã vào viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đoàn viếng do đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn viếng có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đoàn viếng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với những đóng góp và công lao to lớn của đồng chí Đỗ Mười đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Đồng chí Đỗ Mười là tấm gương sáng hết lòng vì nước vì dân, giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước như Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn giữ gìn lối sống giản dị được nhân dân quý mến. Gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Thay mặt đoàn viếng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ viết vào sổ tang với nội dung: vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương mẫu mực kiên trung vì Đảng, vì nước, vì dân tộc. Chúng tôi nguyện noi theo tấm gương của đồng chí. Lúc sinh thời, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1991, trên cương vị cao nhất của Đảng, sau đó đến năm 2009, đồng chí đã có 6 lần về thăm, làm việc tại Hưng Yên. Những tình cảm của đồng chí Đỗ Mười mãi mãi được những người vinh dự đón tiếp, gặp gỡ đồng chí khắc ghi. Năm 1991, trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Đỗ Mười đã về thăm và làm việc tại tỉnh. Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã tới xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, một trong những địa phương có phong trào khá toàn diện của tỉnh. Năm 1998, với cương vị cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Mười đã về thăm và làm việc tại Hưng Yên và thăm thôn Cao Xá, xã Trần Cao, huyện Phù Cừ. Cũng trong năm đó, đồng chí Đỗ Mười đã về dự hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm việc làm điểm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Năm 2002, đồng chí Đỗ Mười đã về thăm và làm việc tại tỉnh, đồng chí đến thăm Hợp tác xã May Đại Đồng và phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Năm 2003, đồng chí Đỗ Mười về dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương tại xã Nghĩa Trụ, huyện Phan Sang. Gần đây nhất, năm 2009, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí đã đến dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ, phường Hiến Nam, thăm một số gia đình chính sách tại thành phố Hưng Yên và đến thăm mô hình trồng cây ăn quả ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Những lần về thăm và làm việc với tỉnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về đời sống nhân dân trong tỉnh nói chung và nông dân đã dành đất để phát triển công nghiệp nói riêng, kết quả tạo việc làm cho người lao động và gợi mở một số giải pháp cụ thể để tỉnh khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển theo hướng nhanh và bền vững. Đồng chí Cao Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy nhớ lại. Bác cũng cho nhiều cái ý kiến. Và cái ý kiến mà chúng tôi cho rằng là rất là thiết thực đối với Hưng Yên ấy. Đấy là cái kế hoạch phát triển về kinh tế, về xã hội. Những ý kiến của bác thì bác cũng có thể hiện những cái kinh nghiệm rất là quý báu trong cái quá trình phát triển và lãnh đạo chỉ đạo. Bác cũng nói nhiều đến vấn đề quy hoạch và sử dụng cái tài nguyên của địa phương sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả. Thế và những cái vấn đề cụ thể
trong cái chăm lo tạo việc làm, thế rồi là chăm lo đời sống của nhân dân, rồi các cái đối tượng chính sách, thương binh, liệt sĩ, gia đình có công. Thì tôi thấy đấy là những vấn đề mà nó cũng rất là cần thiết và cũng rất là gần gũi đối với lại địa phương. Những lần đồng chí về thăm và làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười còn đến thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, thăm các mô hình trang trại, hợp tác xã và động viên thanh thiếu niên. Những lời chỉ bảo động viên ân cần của đồng chí mãi mãi được những người vinh dự gặp nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khắc ghi và là động lực để phấn đấu vươn lên trong công tác và cuộc sống. Bác căn dặn là thế thì nơi quê hương Hưng Yên cháu là có cái đặc sản thì này là nó là cái quý nhất. Thế thì mà làm được giỏi như thế này rồi, thế thì cố gắng và làm tốt hơn nữa. Thế thì làm giàu cho mình rồi thì là để mọi người khác thì người ta cũng học tập mình. Thế thì học tập thì nhà cháu giàu rồi, nhiều người giàu, một người giàu, 100 người giàu thì đất nước là chỉ có phát triển. Thế thì cháu cứ cố gắng. Thế thì cái lời căn dặn của bác, cái lời động viên của bác thì bản thân tôi và gia đình nhà tôi lúc nào cũng vẫn ghi sâu và cảm thấy nó quá cảm động. Em cũng rất là vinh dự là được bác ra, bác ôm vào vai em. Bác bảo mình tuổi trẻ cần phải phấn đấu, hãy là một người công dân tốt, hãy là một người cô giáo đạo đức với nghề nghiệp, rồi chăm sóc các cháu. Thì em cũng học tập được những lời bác căn dặn là mình là một cô giáo, là hết lòng với nghề nghiệp, thương yêu các cháu và tận tâm, tận lực, luôn vì các cháu. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đi xa, nhưng những tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng sâu sắc của đồng chí lúc sinh thời vẫn là kim chỉ nam đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên trong tiến trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh ta luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản thuộc thẩm quyền, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, cá nhân, tổ chức trong quan hệ hành chính. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 100% số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Có 25 cơ quan đơn vị ở cả 3 cấp hành chính đã triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại và đang thực hiện nhân rộng mô hình đến tất cả các cơ quan hành chính các cấp trên phạm vi toàn tỉnh. Riêng trong quý 3 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với tổng số 192 thủ tục hành chính được áp dụng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 3 thủ tục hành chính gồm thủ tục giãn tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư được sửa đổi bổ sung với tỷ lệ cắt giảm chi phí trung bình đạt từ 38-57%. Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận và giải quyết trên 281.000 hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến, bưu chính. Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua 9 tháng của năm 2018, thu hút dự án và đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt khá với 139 dự án mới vào đầu tư. Trong đó có 116 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 10.000 tỷ đồng và 23 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 306 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa tổng số dự án và đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.818 dự án, trong đó có trên 1.401 dự án của nhà đầu tư trong nước và gần 417 dự án của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký gần 125.000 tỷ đồng và gần 4,3 tỷ đô la Mỹ. 9 tháng đầu năm có thêm 40 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho hơn 8.000 lao động. Đến thời điểm này, nhà đầu tư Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đầu tư PH Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành 2 tòa nhà xã hội gồm M3.2 và M3.3 trong dự án. 2 tòa nhà được thiết kế chung bóng nhưng phần nổi có khe co giãn nhằm giảm dư chấn khi có động đất và gió lớn. Trung bình mỗi tòa nhà có 125 căn hộ với 3 loại gồm nhà ở xã hội dưới 70m² với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 toilet. Nhà dưới 60m² với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 toilet. Tầng trệt tòa nhà M3.2 có show house với 22 căn và tòa nhà M3.2 thiết kế sàn kinh doanh các dịch vụ khác với trên 1.000m². Giá mỗi căn hộ trung bình là 8.632.000 đồng một mét vuông.
hai tòa nhà này, nhà đầu tư vẫn sử dụng công nghệ tản âm bằng bóng hơi đối với sàn bê tông, khung chịu lực và tường nhà là tấm vách trường áp. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay các diện tích lúa mùa của huyện Tiên Lữ đang vào giai đoạn chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đã tiến hành xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Tính đến ngày 4 tháng 10, toàn huyện đã thu hoạch được 2.800 ha trên tổng số hơn 3.900 ha lúa mùa, đạt 70% diện tích. Trong đó một số xã cơ bản thu hoạch xong như xã Trung Dũng, Đức Thắng, Hương Đạo. Các giống lúa chủ yếu là Bắc Thơm số 7, Sơn Lâm 1, Nếp Thơm Hương Yên. Thời tiết vụ mùa năm nay mưa nhiều, kèm bão nên cây lúa sinh trưởng kém, phát sinh sâu bệnh, ảnh hưởng đến năng suất lúa, trung bình đạt từ 120 đến 140 kg một sào. Nghề trồng hoa ở huyện Văn Giang đã đem lại thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta trên năm. Thời điểm này, hàng trăm hecta hoa của huyện Văn Giang đã sẵn sàng phục vụ Tết. Năm nay, diện tích hoa của huyện Văn Giang lên tới trên 300 ha, được quy thành vùng với quy mô lớn, tập trung ở xã Xuân Quan, Phụng Công và thị trấn Văn Giang. Ngoài những loại hoa thông thường như lily, hoa trà, hải đường, các loại hoa trồng trong chậu, tỏ treo, dùng làm cây trang trí đô thị như ngọc thảo, xạ yến thảo, cát tường, thì năm nay các nhà vườn tập trung vào nhân các loại hoa hồng. Cơ bản các diện tích hoa đều được trồng trong hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới tiện lợi nên đều phát triển tốt, mẫu mã chất lượng đẹp. Với lợi thế gần thị trường Hà Nội nên việc tiêu thụ và hiệu quả mang lại từ trồng hoa tương đối cao, bình quân từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Những vườn hoa chất lượng cao cho thu tới trên 1 tỷ đồng một hecta một năm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại từ cây ổi, năm 2014, gia đình ông Đỗ Trọng Vĩnh ở thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu đã chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng ổi, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình ông. Hiện nay, gia đình ông trồng gần 4 mẫu giống ổi lê Đài Loan với 1.000 gốc ổi. Theo ông Vĩnh cho biết, trồng ổi nhanh cho thu, từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 8 tháng, năng suất cao cho thu hoạch quanh năm, hiệu quả kinh tế gấp 2 đến 3 lần so với cây lúa. Tuy nhiên, muốn ổi đạt được chất lượng cao cho trái to, thì việc trồng ổi đòi hỏi sự cần mẫn, tốn nhiều công sức, phải chăm bón từ lúc mới ra hoa, thường xuyên vun gốc và tưới tơi đất để cây phát triển. Nhờ vậy, vườn ổi của gia đình ông Vĩnh lúc nào cũng xanh tốt, không bị sâu bệnh và cho sai quả. Ước tính vụ ổi năm nay, gia đình ông thu hoạch được trên 40 tấn với giá bán trung bình từ 8 đến 20.000 đồng một kg, cho thu lãi trên 200 triệu đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và làm tốt công tác phòng chống cháy nổ là yếu tố quyết định sự thành công trong sản xuất kinh doanh. Những năm qua, công ty Điện lực Hưng Yên trở thành điểm sáng trong công tác này. Trong 10 năm qua, công ty Điện lực Hưng Yên chưa để xảy ra tai nạn lao động hay hỏa hoạn. Để có được kết quả này chính là sự hoàn thành tốt các mặt công tác từ khâu chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo công ty đến các điện lực trực thuộc. Trong những năm gần đây thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trong đó rất chú trọng về xây dựng văn hóa an toàn lao động. Chúng tôi thành lập các cái tiểu ban chỉ đạo về công tác an toàn bảo hộ lao động để thực hiện cái công tác kiểm soát công việc. Cùng với việc đó, chúng tôi cũng tổ chức các cái buổi tập huấn kiểm tra quy trình quy phạm, người lao động phải đảm bảo đạt kiểm tra đạt thì mới được cho thực hiện công việc trên nước. Chúng tôi cũng tăng cường để tuyên truyền trong nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương và đài truyền thanh thành phố thực hiện các cái mục tuyên truyền về an toàn lao động trong nhân dân, cũng như là để đảm bảo được sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Việc triển khai có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp và tiêu chuẩn ISO 9001 trong sản xuất kinh doanh được mọi thành viên trong toàn ngành quan tâm. Hàng năm, công ty đã dành 1 tỷ đồng để tổ chức hội thảo, hội thi phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, cũng như an toàn điện lực cho nhân dân. Chỉ tính trong 3 năm gần đây, công ty Điện lực Hưng Yên luôn nằm trong top các đơn vị dẫn đầu trong đảm bảo an toàn lao động, được tổng công ty đánh giá cao. Thì năm 2016 thì công ty Điện lực Hưng Yên đã đạt giải nhất là toàn diện của tổng ty Điện lực miền Bắc, và năm 2017 đã đạt giải nhì toàn diện về sản xuất kinh doanh của tổng ty Điện lực miền Bắc. Và năm 2018 này thì để tăng cường hơn nữa cho công tác an toàn thì ngay từ đầu năm, công ty Điện lực Hưng Yên đã là tổ chức một buổi tọa đàm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, mời đại diện của lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Lao động và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng ty Điện lực miền Bắc về để có buổi trao đổi,
rút kinh nghiệm những cái vụ tai nạn lao động đã xảy ra trong toàn tập đoàn điện lực Việt Nam. Đến thời điểm này, công ty đã tổ chức 2 hội thi và 1 buổi tọa đàm với các chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ đến tất cả các cán bộ quản lý và người lao động. Với 9 trên 9 điện lực trực thuộc tham gia đạt kết quả từ loại khá trở lên. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, tổng số tiền các doanh nghiệp nợ thuế toàn tỉnh là 1.220 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu 698 tỷ đồng, nợ khó thu 520 tỷ đồng, nợ đang xử lý 2 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã ban hành trên 100.000 lượt thông báo nợ gửi đến người nộp thuế, đã ban hành 719 quyết định cưỡng chế với số tiền bị cưỡng chế 725 tỷ đồng. Trong đó, bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với 534 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền bị cưỡng chế 316 tỷ đồng. Bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng 185 quyết định với số tiền bị cưỡng chế 409 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, nhiều phường và xã của thành phố Hưng Yên đang thiếu diện tích mặt nước giúp điều hòa không khí và chống úng ngập cục bộ khi mưa lớn. Thành phố Hưng Yên có tổng diện tích trên 7.300 ha với dân số khoảng 156.400 người đang sinh sống tại 7 phường nội thị và 10 xã. Diện tích ao hồ tự nhiên của thành phố hiện đang bị thu hẹp do việc san lấp của cả người dân và chính quyền. Hiện nay, thành phố Hưng Yên chỉ có 2 phường có hồ nhân tạo giúp điều hòa không khí khu dân cư gồm phường Quang Trung và Lê Lợi. Có 6 xã phường trung tâm là phường Lam Sơn, Hiến Nam, An Tảo, Hồng Châu và các xã Trung Nghĩa, Điên Phương, Hồng Nam hiện không có hồ điều hòa không khí hoặc có nhưng đã bị san lấp do thiếu quy hoạch chi tiết. Mặt khác, khi xây dựng quy hoạch lại không tính đến yếu tố thoát nước mặt chống úng. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018 diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 88 người, làm bị thương 93 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, số người chết tăng 3 người. Nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua chủ yếu là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần làn đường, tránh vượt sai quy định, chuyển hướng sai quy định và không chú ý quan sát khi sang đường. Các địa phương có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, đó là huyện Văn Lâm xảy ra 28 vụ, làm chết 14 người, làm bị thương 28 người. Huyện Mỹ Hào xảy ra 18 vụ, làm chết 12 người, làm bị thương 11 người. Huyện Yên Mỹ xảy ra 15 vụ, làm chết 16 người, làm bị thương 6 người. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên hai tuyến quốc lộ 39 và quốc lộ 5 với tổng số 42 vụ, làm chết 33 người, làm bị thương 26 người. Những cái nguyên nhân chính để dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là người điều khiển phương tiện không chấp hành luật giao thông đường bộ, điều khiển xe này chạy quá tốc độ quy định, cả điều khiển xe sử dụng rượu bia, làm tốt công tác phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông. Thì anh em chúng tôi trong đội triển khai các kế hoạch của cục, của phòng, tăng cường tuần tra lưu động trên tuyến để xử lý triệt để những các lỗi vi phạm đúng người đúng lỗi để giảm thiểu cho tai nạn giao thông. Thì chúng tôi tiến hành cho các hộ dân hợp cùng chính quyền địa phương ký cam kết về không lấn chiếm lòng lề đường, làm tốt cái trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Trên địa bàn huyện thì cũng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt là trên tuyến đường quốc lộ 39A và đường tỉnh lộ 379 để đảm bảo công tác về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện và cũng nhằm làm giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông và giảm tai nạn giao thông. Trong thời gian vừa qua thì là Công an huyện Mai Châu đã xây dựng kế hoạch và đã triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông và đã tăng cường tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và tuyến tỉnh lộ cũng như huyện và cũng trực tiếp là xử lý nghiêm đối với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như chẳng hạn như lỗi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, lỗi đi không đúng phần đường quy định và chạy quá tốc độ quy định.
Trước tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông diễn ra phức tạp, đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, cần tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, sử dụng nồng độ cồn, vi phạm tốc độ để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh thu ngân sách đạt 8.348 tỷ đồng. Nhiều nông dân ở huyện Văn Giang thu tiền tỷ từ trồng cây. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động có nhiều hình thức thu hút hội viên. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.